Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Bác sĩ Cây Trọng. Đây là một kênh chuyên chia sẻ về kiến thức nông nghiệp về sâu bệnh hại trên lúa, trên cây ăn trái và trên cây rau màu vân vân. Thì để theo dõi trang này, các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký và đừng quên like video để được theo dõi những cái video mới nhất. Thì trong cái chuỗi video này, mình sẽ giới thiệu với các bạn cái chuỗi video về các bệnh hại trên cây lúa và nó phổ biến nhất ở đồng bằng sông Cửu Long, bao gồm những cái bệnh phổ biến như bệnh đồ ôn, bệnh chết địa lá, hay là bệnh lên bát hạt, bệnh vàng lùn, lùn xuống lá, bao quanh mà còn rất nhiều bệnh nữa. Thì mở đầu cho cái chuỗi series này, mình sẽ giới thiệu với các bạn là bệnh đạo ôn. Thì trong cái video này gồm những nội dung chính sau: thứ nhất là triệu chứng để nhận dạng bệnh đạo ôn, thứ hai là cách để quản lý bệnh đạo ôn, thì mình sẽ quản lý như thế nào cho là hiệu quả nhất, và cái cách sử dụng thuốc nào và cách phun như thế nào là đạt hiệu quả nhất. Thì xin mời các bạn và quý vị cùng theo dõi video nhé. Thì trước khi đi vô cái video này thì mình xin nói có một số thông tin như sau. Thứ nhất là hiện tại Facebook của mình đang bị khóa và trang fanpage của mình là không đăng nhập được, vì vậy mà mình sẽ không gửi tài liệu cho các bạn được. Thì chắc khoảng một tuần hay hai tuần gì đó thì khi Facebook mở lại thì mình sẽ gửi tài liệu cho các bạn nghe được. Nếu mà bạn nào mà lần đầu xem cái video này để muốn nhận được cái tài liệu đó, thì các bạn vô phần mô tả phía dưới video và truy cập vào trang fanpage của mình, trên đó thì mình sẽ đã up những cái tài liệu liên quan về cái kiến thức nông nghiệp. Bây giờ mình sẽ đi vào phần triệu chứng của bệnh đạo ôn trên lá. Thứ nhất là ban đầu chúng ta khi mà chúng ta đi thăm đồng, chúng ta lấy cái lá của lá lúa ta dơ ngược lên ánh sáng ta xem thì sẽ thấy có một vết màu trắng, đó là cái vết ở ban đầu của bệnh đạo ôn. Sau đó từ cái vết bệnh màu trắng này nó sẽ phát triển thành một chấm nó màu nâu hình chấm kim. Sau đó từ cái vết bệnh màu nâu hình chấm kim này thì cái vết bệnh nó sẽ phát triển thành cái vết bệnh điển hình là có hình màu dục, và hai đầu nó sẽ kéo dài theo gân lá và nó có màu nâu và tông trắng xám giống như là hình con mắt, hay người ta còn gọi đó là vết bệnh hình mắt én. Thì những cái vết bệnh mà trên cùng một lá nó sẽ liên kết lại với nhau tạo thành một phần lá là nó ngã còn màu nâu hết, nó gây ra hiện tượng là lá nó bị cháy hết luôn. Thì ngoài ra ngoài đạo ôn trên lá thì còn có một số đạo ôn khác như là đạo ôn cổ lá, đạo ôn cổ giá. Về theo nghiên cứu thì cái bệnh này là do nấm gây ra, mà nấm thì nó sinh sản bằng cách hình thức là sinh bào tử, mà bào tử thì nó lây lan sang các ruộng bên khác thì chủ yếu là nhờ gió, tại vì nó nhẹ thì gió nó thổi để sẽ bay sang các ruộng bên khác. Còn trong nếu điều kiện mà trời không có gió thì cái vết bệnh từ những cái tầng lá ở trên nó sẽ rớt xuống những tầng lá ở dưới, và ở dưới sẽ bị bệnh. Về đặc điểm của nấm là nấm nó sẽ phát triển và nảy mầm, bào tử nó sẽ nảy mầm trong điều kiện đó là độ ẩm cao. Vì vậy mà cái bệnh đạo ôn này nó sẽ phát triển mạnh trong điều kiện là độ ẩm cao, như ví dụ như vào những ngày mà trời âm u hay là có nhiều sương mù, hay là nhiệt độ cao vào ban ngày thấp vào ban đêm thì nó sẽ dẫn đến là bệnh ôn nó sẽ phát triển. Vì vậy mà trong khi thấy trời âm u và có nhiều sương mù thì các bạn nên đi thăm ruộng thường xuyên và để theo dõi để có bệnh đạo ôn xuất hiện không, để chúng ta sẽ có biện pháp xử lý kịp thời. Thứ hai là đối với những ruộng mà xạ dày hay là xạ dày và uống nhiều phân đạm thì bệnh đạo ôn nó sẽ phát triển rất là mạnh hơn những cái ruộng uống nhiều đủ phân đạm và cái mật độ xạ sẽ hợp lý. Thì nguyên nhân như thế nào mình sẽ giải thích phần quản lý. Thì để quản lý tốt bệnh đạo ôn thì chúng ta phải kết hợp giữa biện pháp ngăn ngừa và biện pháp phòng trị. Thì biện pháp phòng ngừa thì chúng ta phải là sử dụng các biện pháp như là trộn giống hay làm đất hay là có mật độ gieo xạ hay bón phân hợp lý vân vân. Thì chọn giống như thế nào mà hợp lý nhất thì chọn giống là nên mình nên chọn những giống mà giống kháng với bệnh đạo ôn, với bệnh đạo ôn để trồng, hay là thường nên chọn những cái giống mà nếu không có giống kháng thì nên chọn những giống mà ít mặn cảm với bệnh đạo ôn nhất. Và mình nên là trước khi là gieo xạ ngâm giống ủ ngâm giống thì mình sẽ loại bỏ những cái hạt lép lửng, bởi vì thường những cái hạt lép lửng là những cái bệnh
là những cái hạt mang mầm bệnh, không chỉ là bệnh đậu ôn không mà những cái bệnh khác nữa, bằng cách là chúng ta sẽ ngâm cái hạt lúa trong dung dịch là nước muối 15% trong vòng 15 phút, thì những cái hạt vết tẩn nó sẽ nổi lên, rồi mình chỉ việc là mình vớt những cái hạt vết tẩn đó mà mình thì bỏ thôi, những cái hạt còn lại là những cái hạt chắc. Thì thứ hai đó là làm đất. Thì làm đất thì chúng ta là không nên làm đất gấp quá, trong điều kiện gấp quá thì nó sẽ tạo cho làm cho cái lúa sau này nó sẽ bị ngộ độc axit hữu cơ, cây lúa nó rất dễ là bị rất dễ là bị thối rễ và dễ bị bệnh đậu ôn tấn công nè. Chúng ta cần phải có thời gian cách ly giữa hai vụ lúa. Thì chúng ta cách ly mình như thế nào, thì chúng ta có thể là chúng ta lưng canh hai vụ lúa một vụ màu, hay là một vụ lúa một vụ màu vân vân, thì nó rất tốt cho cái đất của chúng ta. Thì chúng ta nên sử dụng nấm Chico Đạt Ma để bón xuống ruộng trong điều kiện ngập nước, để giúp cái phần là thứ nhất là nó sẽ phân hủy những cái tàn dư thực vật một cách nhanh chóng hơn, thì nó sẽ dẫn đến ruộng thì nó sẽ ít có nguy cơ bị ngộ độc axit hữu cơ hơn. Tiếp theo đó về mật độ gieo xạ, thì mật độ gieo xạ cũng ảnh hưởng rất là quan trọng đến cái bệnh đậu ôn này. Tại vì sao? Bởi vì nếu chúng ta xạ, khi mà chúng ta xạ quá dày á, xạ quá dày thì ví dụ như là trên 200 kg trên 1 hecta, thì mạ sẽ mọc dày hơn và cây lúa nó sẽ giáp sáng sớm hơn, thì bệnh đậu ôn nó sẽ xuất hiện sớm vào khoảng 15 ngày. Chứ còn nếu chúng ta xạ thưa thì lúa sẽ giáp sáng muộn hơn và sẽ chúc muộn hơn, thì vì vậy mà bệnh đậu ôn nó sẽ xuất hiện muộn hơn vào khoảng 22 ngày sau xạ. Thì lợi ích tới chỗ nào? Lợi ích là chúng ta sẽ giảm được số lần phun thuốc, từ đó chúng ta sẽ có lợi nhuận hơn. Thì cái mật độ gieo xạ khuyến cáo của các nhà khoa học á, thì khoảng là 120 kg trên 1 hecta, tức là 12 kg trên là một công. Thì về tiếp theo là về bón phân, thì bón phân á, thì chúng ta phải có chế độ bón phân hợp lý, là chúng ta không nên là bón phân thừa phân đạm. Thì khi bón phân thì chúng ta phải sử dụng là bản xô màng lá lúa để biết được cái lượng phân đạm mà cần bón là sao cho là đủ. Mà khi mà bón dư phân đạm á, thì cái bệnh đậu ôn á, nó sẽ phát triển gây hại nặng. Tại vì khi mà bón dư phân đạm á, thì cái tán lúa nó sẽ mềm và cái tán nó sẽ xòe ra nó xuống như nào, thì cái bệnh đó cái đậu ôn á, cái bào tử nấm đậu ôn nó bay trên không khí gió đưa tới thì nó xòe ra vậy, thì các bạn mặt tiếp xúc với cái nấm bào tử á, càng nhiều hơn thì nó sẽ dẫn đến là cái bệnh đậu ôn nó sẽ gây hại nặng hơn. Thứ hai đó là bón nhiều phân đạm thì cái lúa nó sẽ mềm hơn, thì cái bệnh đậu ôn nó dễ xâm nhiễm nhiều hơn. Thì để trị bệnh đậu ôn mà được có hiệu quả cao á, thì mình khuyên các bạn là nên tuân thủ quy tắc 4 đúng trong sử dụng thuốc, là không phải là bệnh đậu ôn riêng bệnh đậu ôn mà bất kỳ các bệnh nào, thì chúng ta cần khi sử dụng thuốc thì chúng ta cần phải tuân thủ quy tắc 4 đúng. Ở đây quy tắc 4 đúng là gì? Thứ nhất là đúng thuốc, thứ hai là đúng liều lượng, thứ ba là đúng lúc, và thứ tư là phải là đúng cách. Thì ở đây đối với bệnh đậu ôn á, thì đúng thuốc là gì? Là nên sử dụng các loại thuốc mà đặc trị bệnh đậu ôn có thể sử dụng. Mình ví dụ như là cái hoạt chất là Gisilazone, như là ví dụ như có thuốc như đối với cái hoạt chất này có các loại thuốc như là Philia, Bim, Chawins, Gosky, vân vân, hay là cái hoạt chất là Iocitrobin, ví dụ như là có các loại thuốc như là với cái hoạt chất này có các loại thuốc như Amitriptyline hay Curon, vân vân, hay là hợp chất là Isotretinoin, thì có các loại thuốc như Fuan, Ninja, Carawan, vân vân. Thì trên thị trường hiện nay á, thì có rất nhiều thuốc để trị bệnh đậu ôn. Tuy nhiên á, khi mà các bạn mua thuốc á, thì chúng ta cần phải chú ý tới các hoạt chất, tại vì một số thuốc á, nó giống với nhau hoạt chất, nó cùng hoạt chất, tuy nhiên là nó chỉ khác ở cái tên thôi. Vì vậy mà các bạn khi mua thuốc á, chúng ta cần phải chú ý và xem kỹ cái bao bì của nó, và nên chọn những loại thuốc mà có thời gian là cách ly là ngắn và có độ độc là có cái độ độc và thấp, nó sẽ an toàn với môi trường và cái người sử dụng hơn. Và khi mà chúng ta sử dụng thuốc á, thì phun thuốc á, chúng ta cần phải là mặc đủ các đồ bảo hộ lao động như mang kiếm hay là mặc cái áo bảo hộ,
đeo khẩu trang vân vân để tránh ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của chúng ta. Bởi vì thuốc hóa học thì nó rất là độc, chỉ một lượng nhỏ thôi thì nó tồn trữ, nó không có nó ảnh hưởng liền, nó sẽ tồn trữ ở đó thì từ từ nhiều nhiều nó sẽ bộc phát lên thành bệnh các bạn. Thứ hai đó là đúng liều. Ở đây là mỗi một cái sản phẩm thì nhà sản xuất nó sẽ khuyến cáo là chúng ta nên sử dụng ở một liều lượng nào trên một diện tích nào, thì chúng ta cần phải đọc trên cái nhãn đó và tuân thủ đúng theo cái chỉ dẫn của nhà sản xuất. Chúng ta nên không phun nhiều hay nhiều hơn hay là ít hơn, thì các bạn đừng nghĩ là phun nhiều thì nó hiệu quả nó cao hơn. Thì bởi vì theo nghiên cứu thì các nhà sản xuất đã nghiên cứu rồi, thì với một liều lượng nào đó thì nó vừa đủ rồi, thì chúng ta không nên là phun nhiều hơn hay là bớt lại. Thứ hai mình phải muốn nói đến là đúng lúc đối với bệnh ôn là phun đúng lúc là đúng lúc nào, là khi phun đúng lúc là đúng khi mà cái bệnh nó chớm xuất hiện, tức là khi cái vết bệnh là mới có hình thành một chấm kim, hay là cái vết bệnh hết mình chấm kim màu nâu hay chấm kim màu trắng khi mà chúng ta dơ lên ánh sáng á, thì chúng ta nên phun thuốc vào giai đoạn đó thì nó sẽ hiệu quả nhất, hiệu quả hơn cái giai đoạn mà nó đã xuất hiện cái quá bệnh điển hình mà cái bệnh lan xuống những cái lá bên dưới, thì việc phòng trừ nó sẽ kém hiệu quả hơn là cái quá bệnh mới hình thành. Thì tiếp theo đó là chúng ta phun đúng cách, thì chúng ta phải phun nè, phun đúng cách. Ở đây á thì đối với cái quá bệnh mà nó ban đầu mới sớm xuất hiện thì ta phun cách nào nó cũng có hiệu quả. Thì cái quá bệnh mới xuất hiện thì nó sẽ nằm trên những cái tầng lá bên trên này nè, ta phun thuốc thì thuốc nó sẽ tiếp xúc được, như vậy là nó sẽ phun cách nào nó cũng hiệu quả. Tuy nhiên đối với những cái bệnh nó đã phát triển muộn hơn thì nó đã rơi xuống các tầng lá bên dưới rồi, rơi xuống tầng lá bên dưới rồi, thì chúng ta phun bằng cách thông thường thì thuốc nó sẽ không tới được cái vết bệnh mà ở tầng lá bên dưới. Vì vậy mà chúng ta phải nguyên tắc là chúng ta phun làm sao mà cái thuốc nó tới được cái tầng lá ở dưới, mà tầng lá ở dưới mà bị nhiễm bệnh thì chúng ta phun sao. Thì chúng ta có thể phun theo cách phun theo quẩy cá, hay là phun theo trồng lối, hay là nhiều nông dân, ví dụ như ở Long An, Hậu Giang thì người ta áp dụng đó là một người kéo thanh tre ở phía trước và một người ở phía sau phun thuốc. Thì như vậy thì nó khi kéo thanh tre thì cây lúa sẽ nằm xuống, thì người ở phía sau, người phía sau phun thuốc tới thì thuốc nó sẽ tiếp xúc được với cái tầng lá mà bị nhiễm bệnh ở phía dưới. Một vấn đề nữa mình nói tới là khi mà phun thuốc thì mình làm sao mà nhận diện được thuốc nó có hiệu quả hay không, nhận diện được là việc phun thuốc của mình nó có hiệu quả hay không. Thì cái quế bệnh đậu ôn á, khi nó đang sinh sinh bào tử á, thì sinh bào tử á, khi mà mình phun thuốc vô á, thì mình thấy cái quế bệnh đậu ôn nó khô khô mặt thì nó có hiệu quả. Còn nếu mà khi phun thuốc là cái quế bệnh đậu ôn nó không khô mà tiếp tục nó phát triển nó đang nhiều hơn nữa, tức là cái thuốc nó không hiệu quả, thì chúng ta cần phải thay đổi cái thuốc, đặc biệt là cái nhóm cơ chế tác động. Vì nhóm cơ chế tác động, ví dụ như ta mua loại thuốc này phun với cơ chế là tiếp xúc, thì lần sau thì ta chọn nên cơ chế là lưu dẫn vân vân, thì như vậy thì nó sẽ tránh việc là kháng thuốc, đặc biệt là đậu. Thì rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cái bài chia sẻ của mình. Thì các bạn hãy đăng ký ở nút phía dưới và like cho mình một like video nếu thấy hay, để theo dõi những cái video mới nhất trong chuỗi series hướng dẫn về các bệnh hại phổ biến trên lúa ở đồng bằng sông Cửu Long. Thì phía sau còn rất nhiều cái bệnh khác.